Lâm Thiếu Gia vốn là một công tử nhà giàu, đi đâu cũng bằng kiệu tám người khiêng, không những nhà giàu mà anh còn rất giỏi võ. Trong thị trấn anh sống không có ai là đối thủ của Lâm Thiếu Gia, nhưng ai đối đầu với anh đều có chung một kết cục, đó là bị bón hành ngập mồm. Có thể nói anh là một cao thủ võ lâm nơi này, điều đó làm các cô em mỗi khi nhìn thấy Lâm Thiếu Gia đều bị rụng trứng. Trong cuộc đời của anh chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ, vì thế trong nhà vị thiếu gia có cả mấy trăm cái cúp, không thỏa mãn với những gì bản thân đang có. Lâm Thiếu Gia lúc này lại muốn đi chinh phục những thử thách mới. Anh nói với bố với ý định lên Thượng Hải để tìm đối thủ. Ai ngờ nghe thấy điều đó ông Triệu đã lập tức phản đối, thậm chí còn bảo nếu anh dám ra khỏi nhà, ông sẽ gạch tên khỏi dòng họ. Thấy thái độ cứng rắn của bố, Lâm Thiếu Gia cũng chỉ đành từ bỏ ý định. Tuy nhiên cũng vì chuyện ấy mà anh rất buồn, mà buồn thì lại phải đi đến các tụ điểm ăn chơi. Song bạc chính là một nơi như thế, dù vậy anh lại rất giỏi trong bộ môn đỏ đen này. Qua đó mọi người cũng chẳng muốn chơi với anh, bởi cứ mỗi lần anh đến đây đều vét sạch túi bọn họ, đi đâu cũng bị xua đuổi khiến Lâm Thiếu Gia cay cú. Kết quả anh đã tìm tới một lầu xanh nghe nhạc, vừa bước vào anh đã bị một cô nàng thu hút, đó chính là người đánh đàn của ban nhạc trên sân khấu. Cô ấy là Tiểu Mỹ, một người vô cùng xinh đẹp. Ngay ở cái nhìn đầu tiên, Lâm Thiếu Gia đã bị trúng tiếng sét ái tình, thế là không chần chừ anh định hẹn gặp riêng cô gái. Nhưng ai ngờ hành động ấy đã gây sự khó chịu với một tên thiếu gia khác, hắn lúc này trả giá cao hơn nam chính để có được sự phục vụ của Tiểu Mỹ. Ấy vậy mà Lâm Thiếu Gia không hề do dự, lập tức ra cái giá 500 lượng, điều đó đã chọc tức tên khách kia. Hắn cứ vậy hùng hổ dẫn người lên sân khấu tính dạy cho nam chính một bài học, nhưng đám này lại không biết đã động sai người. Lâm Thiếu Gia cứ vậy một mình chấp hết bọn chúng, chỉ bằng vài chiêu đơn giản đám đàn em của đối phương đều đã bị đánh gục trên sân khấu. Thấy vậy tên thiếu gia kia cũng chỉ đành té vội, cứ tưởng rằng đến đây nam chính đã có được sự phục vụ của Tiểu Mỹ. Ai ngờ cô ngay sau đó đứng dậy tuyên bố không muốn hẹn hò với anh, rồi cứ vậy quay người bỏ đi. Tuy rằng bị từ chối nhưng Lâm Thiếu Gia vẫn rất vui, vì những cái gì càng khó chinh phục thì anh lại càng hứng thú. Sau đó anh bóc một chiếc bàn ngồi giữa sân, chờ đợi cô gái chấp nhận mở lòng với anh. Cứ như vậy anh đợi từ sáng đến tối muộn, ngày này qua ngày khác, từ trời nắng đến trời mưa. Ai ngờ chính sự trai mặt ấy đã làm Tiểu Mỹ cảm động, cô đã đích thân xuống che ô cho anh khi trời đang mưa, sau đó cho anh lên phòng của mình. Lúc này Tiểu Mỹ vẫn nghĩ nam chính là giống người khác, cô liền đóng cửa sổ rồi cởi chiếc khăn choàng vai. Dù nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt, thế nhưng Lâm Thiếu Gia lại không hề làm chuyện đó, mà trực tiếp kéo chiếc khăn choàng lên cho Tiểu Mỹ, rồi cứ vậy rời đi và không nói câu gì. Đến sáng hôm sau anh mới quay lại lầu xanh tìm nữ chính, vừa đến cửa lại nghe thấy tiếng động bên trong, anh liền xông vào xem thử. Ai ngờ thấy tên thiếu gia hôm trước đang tính làm chuyện ấy với Tiểu Mỹ, đến đây anh đã không thể chịu nổi nữa mà ra tay dạy cho hắn ta một trận. Nhưng chẳng may, trong lúc đánh nhau tên đó lại vô tình ngã vào chiếc kéo trên tay nữ chính, khiến hắn được đi gặp ông bà ông vải. Biết đã gây ra chuyện lớn, Lâm Thiếu Gia tính kéo cô gái bỏ chạy, tuy nhiên Tiểu Mỹ lại bảo anh hãy đi trước, bởi một người như cô thì muốn chạy cũng không chạy được, sớm muộn gì cũng bị ông chủ bắt lại mà thôi, chỉ có một cách duy nhất là ai đó chụp cô ra khỏi đây. Nghe đến đây nam chính liền đi tìm ông chủ lầu xanh, hắn ta đang ở sòng bài gần đó. Cũng rất nhanh Lâm Thiếu Gia đã tìm được hắn ta, anh sau đó đưa ra đề nghị chuộc Tiểu Mỹ ra khỏi lầu xanh, nhưng ai ngờ Tiểu Cường lại hét giá 10 vạn lượng bạc trắng. Đây là một số tiền vô cùng lớn, nam chính không lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Qua đó anh nghĩ ra một cách gạ đối phương chơi một ván bài, nếu anh thắng thì hắn phải thả Tiểu Mỹ ra, còn thua anh sẽ trả cho hắn 10 vạn lượng. Nghe vậy Tiểu Cường lập tức đồng ý, thế là cả hai liền ngồi vào bàn. Ở lượt đầu tiên Tiểu Cường sẽ là người đi trước, ngay sau khi nam chính lắc xúc sắc xong, hắn liền đưa ra đáp án là 5-1. Ai ngờ khi mở ra hắn lại đoán đúng, điều đó khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Ở lượt tiếp theo người đoán sẽ là Lâm Thiếu Gia, anh đoán các mặt xúc sắc là 1-2-3-4-5. Nhưng ai ngờ trong lúc mở lắp đối phương lại gian lận, làm kết quả bên trong hoàn toàn sai lệch. Tuy nhiên lại chẳng ai nhận ra hắn ta giở trò ngoài Lâm Thiếu Gia, qua đó nam chính vẫn phải ngậm chịu thua. Thế là anh đã nợ đối phương 10 vạn lượng, số tiền quá lớn làm anh vô cùng suy sụp. Tối hôm ấy đang trên đường về nhà, bất ngờ một người tiến lại chỗ anh bắt chuyện. Hắn ta bảo rằng cậu đã bị lừa rồi, hóa ra ông ta cũng có mặt ở sòng bài và phát hiện ra Tiểu Cường gian lận. Thậm chí sau đó ông ta còn bảo Tiểu Mỹ cũng không đáng tin, tất cả bọn chúng đều là một ruột, đã cùng nhau lên kế hoạch để lừa anh. Nghe đến đây Lâm Thiếu Gia vẫn không tin nữ chính lại làm điều đó với mình. Thế là Lý Bạch mới dẫn anh tới một căn nhà bỏ hoang, bên trong chính là căn cứ của đám lừa đảo. Quả nhiên khi bước vào anh thấy ba người kia đang ở cùng nhau, thậm chí bọn họ còn đang ăn mừng vì mới lừa được anh 10 vạn lượng. Đến đây thì Lâm Thiếu Gia không thể không tin, chỉ trách anh đã quá tin vào lòng dạ phụ nữ, không phục nam chính muốn đòi lại những gì đã mất. Ngã ở đâu thì gấp đôi ở đó, anh đề nghị đấu võ với Tiểu Cường, thắng thì anh sẽ lấy lại được số tiền của mình, còn thua bọn chúng sẽ có 20 vạn lượng của anh. Phải nói nếu lần này là thua thì sẽ phải bán cả gia tài để trả nợ, nhưng vì quá tự tin vào bản thân, anh luôn cho rằng trong thị trấn này nói về võ thuật thì không có đối thủ.
Ngay sáng hôm sau, một võ đài đã được dựng lên giữa khu phố. Lâm thiếu gia hiên ngang bước lên chờ đợi đối thủ, nhưng đợi mãi mà ba người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nào ngờ lại một lần nữa anh bị bọn chúng lừa, đối thủ của anh lại chính là Lý Bạch. Hóa ra bọn họ là một nhóm 4 người, ông ta thực ra là thủ lĩnh của nhóm đó. Đến khi Nam Chính nhận ra thì đã quá muộn, mà Lý Bạch lại là một cao thủ võ lâm. Anh thực sự đã quá ngây thơ khi bị đám lừa đảo dắt mũi, để bây giờ bị đánh cho tơi tả. Dù đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể làm gì đối thủ, anh cứ lao vào là lại bị đánh bay đi. Cuối cùng bị Lý Bạch dùng một chưởng đánh bay khỏi sàn đấu. Như vậy lần thách đấu này anh lại thua. Nhìn thấy vẻ đáng thương của Nam Chính mà Tiểu Mỹ không chịu nổi. Hôm ấy trở về anh được bố chăm sóc tận tình. Tuy nhiên về khoản nợ khổng lồ thì anh vẫn chưa dám nói cho ông biết. Ngay sau đó tên béo người hầu của Lâm thiếu gia mở cửa cho đám lừa đảo. Bọn chúng tới đây là để lấy số tiền mà Nam Chính thua cược. Nhưng không ngờ tên béo cũng đã bị đám người đó mua chuộc. Và hắn đã bán rẻ ông chủ để lấy những đồng bạc lẻ. Sau đó còn lên mặt với bố con Nam Chính. Đến bây giờ người bố mới biết chuyện. Ông không nghĩ cả gia tài bản thân gây dựng lại bị thằng con phá hết như thế. Không thể nuốt trôi cơn tức, ông chỉ biết tự trách bản thân. Cuối cùng cũng đành chấp nhận ra đường ngay trong đêm. Hai cha con lên xe ngựa và chuyển đi nơi khác. Nhưng Lý Bạch không muốn tha cho hai người. Ngay sau đó hắn đã ra lệnh cho nữ chính và tên đàn em đi xử lý hai bố con. Thấy không ổn, Lâm thiếu gia chỉ đành để cha đi trước, còn anh sẽ ở lại cản hai người kia. Thế nhưng anh đã đánh giá quá thấp đối phương. Bọn chúng sau đó đã chia nhau ra hành động. Trong khi Tiểu Mỹ đối phó với Lâm thiếu gia, thì tên kia đuổi theo bố của anh. Mà Tiểu Mỹ cũng là một cao thủ, dù đã rất cố gắng nhưng Nam Chính cũng dễ dàng bị đánh bại. Lúc này cô mới cởi bịt mặt và định tha cho anh một mẹ. Bởi tất cả những gì anh làm với cô thì cô vô cùng cảm kích. Tuy lừa anh nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật. Nào ngờ đúng lúc này tên kia quay lại, thấy cảnh hai người tình tứ, hắn đã biết Tiểu Mỹ đã phản bội, qua đó cũng trực tiếp ra tay luôn với cô. Tuy rằng một mình hắn chấp hai nhưng cũng không thành vấn đề. Kết quả bọn họ đã bị đối phương đẩy xuống vách núi. May mắn mệnh lớn lên hai người đã không sao, sau đó còn được cứu và đưa về quán rượu của người dì. Mà bố Nam Chính cũng đang ở đây, nhưng khi anh vừa ra ngoài lại bắt gặp một kẻ anh từng đánh bại. Thấy anh sa cơ lên, hắn ta cũng lên mặt, bảo trước đây hắn thua là cố tình làm như thế. Rồi hắn cứ vậy lao vào tỉ thí với Lâm thiếu gia. Quả nhiên hắn đã dễ dàng hạ anh chỉ với ba chiêu. May mắn lúc này người dì đã kịp thời xuất hiện giải nguy, đánh bại tên đó và đuổi cậu ta đi. Đến lúc này Nam Chính mới nhận ra sự thật, hóa ra từ trước đến nay anh không có đối thủ là vì bố anh đã dùng tiền mua chuộc họ. Đây cũng là lý do bố không cho anh đi Thượng Hải. Biết được sự thật anh vô cùng tức giận, không hiểu tại sao bản thân lại bị mọi người lừa dối như thế. Nhìn thấy anh đau khổ, Tiểu Mỹ cũng rất đau lòng, qua đó đã tiến lại an ủi động viên, bảo rằng từ trước đến nay anh đã quá tự cao, chính vì vậy nên mới dễ bị người khác lừa dối. Bây giờ muốn vượt qua điều đó chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng thực lực của bản thân để chứng tỏ cho mọi người, nên bây giờ anh phải chăm chỉ luyện tập võ công. Nghe đến đây anh cũng hiểu ra tất cả. Bên này Lý Bạch đang thực hiện một âm mưu khác, hắn thuê rất nhiều người về đào bới ở nhà Nam Chính. Hóa ra hắn nhận ra dưới lòng đất ở này có một kho vàng khổng lồ. Lúc này tên béo cũng biết được âm mưu đó. Bây giờ anh ta mới nhận ra lòng dạ hiểm ác của hắn. Mấy ngày hôm sau anh nghe thấy có tên đã gặp cậu chủ. Thế là anh liền đút cho bọn chúng chút tiền để moi thông tin, cũng như để bọn chúng không tiết lộ chuyện thiếu gia còn sống. Phía khác Nam Chính sau một thời gian hồi phục vết thương, anh đã tìm đến chỗ người dì và bái bà ấy làm sư phụ. Mà người dì này rất giỏi túy quyền. Từ hôm đó trở đi Lâm thiếu gia lao đầu vào luyện tập, nhưng có một điểm yếu là anh không biết uống rượu, mới uống có một chén đã say bí tỉ, nên việc luyện túy quyền cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để trợ giúp anh, Tiểu Mỹ đã nấu đồ ăn và cho rượu vào, ngay cả cơm cũng được nấu bằng rượu. Qua đó việc luyện công của anh cũng trở lên dễ dàng hơn, khả năng của Lâm thiếu gia cũng vì thế được nâng cao nhanh chóng. Dù vậy anh vẫn không ngừng cố gắng luyện tập bất kể ngày đêm. Trong khi đó bên này đám Lý Bạch đã đào được một đường hầm lớn, có vẻ như họ sắp tìm thấy kho vàng. Qua đó hắn liên tục đốc thúc mọi người phải đào nhanh hơn, nhưng ai kháng lệnh sẽ lập tức được tặng một vé đăng xuất khỏi trái đất. Biết rằng cứ ở đây sớm muộn gì cũng hẹo, nên tên béo đã cố tình trốn ra ngoài đi tìm cậu chủ. Sau khi gặp được Nam Chính, cậu ta liền quỳ xuống xin lỗi vì những sai lầm không thể cứu vãn trước kia. Nhưng may mắn Lâm thiếu gia là người rộng lượng, đã không để ý tới lòng dạ tiểu nhân. Sau đó tên béo cũng kể mọi tội ác của tên Lý Bạch. Thấy rất nhiều người bị hắn ta hại, anh đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, qua đó quyết định trở về tìm hắn ta tính sổ. Bên này Lý Bạch cuối cùng đã tìm ra kho vàng, nhưng sau đó lại không muốn tha cho bất kỳ ai. Hắn ra lệnh bắt tất cả người làm lại, rồi định sau khi lấy hết vàng đi sẽ cho nổ căn hầm chôn vùi tất cả, như thế sẽ không một ai biết được chuyện này. Nào ngờ đúng lúc này Nam Chính đã kịp quay về. Thấy vậy Tiểu Cường liền ra lệnh cho đàn em lao lên, làm Lâm thiếu gia phải một mình chống trả. May mắn ngay sau đó người dì và Tiểu Mỹ đã kịp thời ứng cứu. Hai người bảo anh hãy đi tìm tên Lý Bạch, còn ở trên cứ để bọn họ lo. Thế là tên béo đã dẫn cậu chủ xuống hầm. Nhìn thấy anh, Lý Bạch lập tức lao đến. Từ
từng đòn của hắn tung ra đều vô cùng hiểm hóc, khiến cho nam chính không thể nào chống đỡ được, anh bị hắn cho ăn đòn thay cơm, dường như mọi khúc xương trên người anh đều đã bị đánh gãy. Tuy vậy Lâm thiếu gia vẫn không hề bỏ cuộc, cố tình câu giờ để tên béo đi cứu mọi người, nhưng rồi anh cũng chẳng thể chống cự được lâu, rất nhanh đã bị đối phương hạ gục. Đúng lúc này Lâm thiếu gia mới nhớ lại những lời dì dạy, đỉnh cao của túy quyền là không cần uống rượu mà vẫn có thể say, thế là anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa, thậm chí Lý Bạch cũng phải ngỡ ngàng, vì hắn chưa từng thấy ai dùng túy quyền mà không uống rượu cả. Kết quả thì nam chính đã cho hắn mở rộng tầm mắt, lúc này gió cũng đã đổi chiều, anh trực tiếp đá bay đối phương ra xa, sau đó cuốn hai miếng vải vào tay và châm lửa, rồi cứ vậy lao đến tặng cho Lý Bạch một sơ di đòn. Cuối cùng thì hắn ta đã bị hạ gục, sau tất cả Lâm thiếu gia đã có thể trở lại căn nhà của mình. Anh cũng lấy toàn bộ số vàng đi làm từ thiện, đến lúc này người bố cũng thấy con trai đã thực sự trưởng thành, qua đó đồng ý cho anh đi tới Thượng Hải, và người cùng đi với anh không ai khác chính là Tiểu Mỹ. Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố cả hai đã trở thành một cặp. Phim đến đây cũng hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo, bye bye.